Đồng Nai, Ban trị sự Phật giáo tỉnh tổ chức phiên họp triển khai các Phật sự quan trọng của quý 2 2024. Sáng ngày 10 tháng 4 năm 2024, nhằm ngày mùng 2 tháng 3 năm Giáp Thìn, tại trụ sở Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai, khu phố Nhất Hòa, phường Hiệp Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Ban trị sự đã trang nghiêm tổ chức phiên họp tổng kết Phật sự quý 1, triển khai công tác Phật sự quý 2 và các Phật sự quan trọng sắp tới. Quan Lâm chứng minh và chủ tọa phiên họp có Thượng tọa Thích Huệ Khai, Ủy viên Thường trực Hội đồng trị sự, Trưởng ban Ban trị sự, Trưởng ban Tăng sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai, Hòa thượng Thích Bửu Chánh, Ủy viên Thư ký Hội đồng trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Hòa thượng Thích Minh Ngạn, Phó Ban trị sự, Trưởng ban Kiểm soát Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Thượng tọa Thích Huệ Sanh, Ủy viên Hội đồng trị sự, Trưởng ban Hoằng pháp Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Thượng tọa Thích Minh Trí, Ủy viên Dự khuyết Hội đồng trị sự, Phó Ban trị sự tỉnh, Trưởng ban Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Biên Hòa, Thượng tọa Thích Huệ Nghiệp, Phó Ban trị sự, Trưởng ban Pháp chế Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, cùng chư tôn đức tăng ni Ban trị sự tỉnh, Ban trị sự các huyện cùng về tham dự. Về các cấp lãnh đạo chính quyền, có ông Nguyễn Đình Kiên, Trưởng ban Ban tôn giáo tỉnh Đồng Nai, cùng đại diện các cấp Ban dân vận, phòng PA02 Công an tỉnh Đồng Nai và các ban ngành hữu quan cùng tham dự. Khai mạc phiên họp, Thượng tọa Thích Huệ Khai, Trưởng ban Ban trị sự Phật giáo tỉnh đã phát biểu: "Đây là phiên họp mở rộng nhằm tổng kết các công tác Phật sự đã hoàn thành trong quý 1 2024 và triển khai các hoạt động Phật sự quan trọng trong quý 2 2024. Trong đó, có một số Phật sự trọng yếu như Đại giới đàn Đạt Thanh 2024, Đại lễ Phật đản, An cư kiết hạ. Đồng thời, Ngài tán dương tinh thần chư tôn đức và các cấp lãnh đạo đã tham gia phiên họp, làm cho phiên họp thêm phần trang nghiêm và long trọng." Tiếp đó, Đại đức Thích Thiện Trí thay mặt Ban thư ký báo cáo tổng thể các công tác Phật sự của quý 1 và công tác tổ chức Đại giới đàn Đạt Thanh 2024. Vừa qua, Ban trị sự tỉnh, Ban tổ chức Đại giới đàn và Ban giám khảo đã tổ chức khảo thí các giới tử đăng ký tham gia thọ giới. Theo danh sách đăng ký có Tỳ kheo 291 vị, Tỳ kheo ni 416 vị, Thức xoa 422 vị, Sa di 367 vị, Sa di ni 430 vị. Trong lần khảo thí vừa qua đã có 113 vị không đạt tiêu chuẩn tham gia Đại giới đàn lần này. Thông tin từ Văn phòng Ban trị sự tỉnh, danh sách các giới tử trúng tuyển trong kỳ khảo thí vừa qua sẽ được Ban trị sự tỉnh gửi giấy thông báo về cho Ban trị sự các huyện, thành phố và sau đó sẽ được chuyển đến cho các chùa cho giới tử. Đối với giới tử ngoài tỉnh sẽ được chuyển phát nhanh qua bưu điện. Và cũng trong phiên họp lần này, Ban trị sự chính thức thông báo thay đổi thời gian của Đại giới đàn Đạt Thanh 2024 như sau. Đại giới đàn Đạt Thanh 2024 chính thức từ ngày 25 đến ngày 29 tháng 4 năm 2024, nhằm ngày 17 đến ngày 21 tháng 3 năm Giáp Thìn. Tiếp đó, Đại đức cùng báo cáo sơ bộ về công tác tổ chức Đại giới đàn, về các tiểu ban phục vụ hiện nay cũng đã và đang tiến hành hoàn thiện các hạng mục để chào đón các giới tử về thọ giới. Theo thông tin ghi nhận, vào rạng sáng ngày 14 tháng 4 năm 2024, nhằm ngày 6 tháng 3 năm Giáp Thìn, Ban trị sự tỉnh, Ban tổ chức Đại giới đàn và môn phong Tổ đình Long Thiền sẽ tổ chức lễ cung thỉnh di ảnh Tổ Đạt Thanh từ chùa Long Quang, thành phố Hồ Chí Minh về an vị tại Tổ đình Long Thiền, thành phố Biên Hòa. Và sau đó sẽ chính thức cung thỉnh di ảnh và tôn hiệu của Ngài Quang Lâm về Đại giới đàn. Tại phiên họp, Ban trị sự đã lắng nghe những ý kiến đóng góp của chư tôn đức về công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và an cư kiết hạ. Nhân đây, ông Nguyễn Đình Kiên, Trưởng ban Ban tôn giáo tỉnh Đồng Nai đã phát biểu, đánh giá chung và đóng góp thêm một số ý kiến hướng dẫn chư tôn đức cần tích cực tuyên truyền và phổ biến các nội dung cẩn thận chống lừa đảo. Đồng thời, ông cũng triển khai thêm, vừa qua hệ thống an ninh của tỉnh Đồng Nai đã tiếp nhận rất nhiều vụ việc lừa đảo qua mạng, qua điện thoại và nhiều hình thức khác để lừa đảo, đánh cắp thông tin ngân hàng, chiếm đoạt tài sản. Hướng đến Đại giới đàn và các Phật sự quan trọng sắp tới của Ban trị sự tỉnh, ông cũng rất mong được gắn bó cùng Ban trị sự tỉnh, tổ chức và hỗ trợ về mọi mặt, giúp cho Phật sự của tỉnh nhà thành công viên mãn. Đúc kết phiên hội nghị, Thượng tọa Thích Huệ Khai, Trưởng Ban trị sự tỉnh đã bày tỏ niềm hoan hỷ và đón nhận ý kiến đóng góp tích cực của chư tôn đức, giúp cho Phật sự tỉnh thành công và ngày càng phát triển.
Phiên họp khép lại trong niềm hoan hỷ, chuẩn bị cho Đại giới đàn Đạt Thanh 2024 chính thức khai mạc.